Thiên Ý mến chào quý khán thính giả của kênh tin tức HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề: Phi công nguy hiểm nhất nước Mỹ và đội phi công tư nhân sẵn sàng giúp Ukraine đi đến chiến thắng. Kính thưa quý vị, giữa thông tin một số nước châu Âu đang chuẩn bị chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine, một cựu phi công F-16 USAF đã tuyên bố rằng ông và các phi công tư nhân khác của Mỹ sẵn sàng bảo vệ bầu trời Ukraine. Phi công F-16 nguy hiểm nhất của không quân Hoa Kỳ, trung tá Dan Hampton đã nghỉ hưu. Biệt danh Double Duck đã phục vụ trong các cuộc chiến ở Vịnh Ba Tư, Kosovo và Iraq. Trong sự nghiệp 20 năm của mình trong lực lượng không quân Hoa Kỳ, anh ấy đã thực hiện 151 phi vụ và có gần như nhiều huân chương quân sự nhất so với bất kỳ phi công chiến đấu Hoa Kỳ nào kể từ chiến tranh Việt Nam, bao gồm một huy chương trái tim tím, 4 huy chương chữ thập bay xuất sắc cho chủ nghĩa anh hùng phi thường và 8 huân chương công trạng của lực lượng không quân Hoa Kỳ cho lòng dũng cảm trong các hoạt động chiến đấu trên không. Trung tá Hampton cũng huấn luyện phi công F-16 ở Trung Đông và là sĩ quan trao đổi thông tin với không quân Ai Cập, pilot, tư vấn cho Hoa Kỳ và các chính phủ đồng minh về các vấn đề chống khủng bố và là giám đốc điều hành của công ty quân sự tư nhân IVI International. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung tá Hampton đã nói về căn cứ không quân Hoa Kỳ ở Arizona, nơi các phi công Ukraine đã đến để đánh giá kỹ năng về những lợi thế của F-16 so với máy bay Nga và Liên Xô, cũng như lý do tại sao chính phủ Ukraine nên xem xét lựa chọn liên quan đến các phi công quân sự tư nhân để bảo vệ bầu trời Ukraine. F-16 có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong chiến tranh. Để F-16 trở thành vấn đề quan trọng đối với không quân Ukraine, thì họ phải vứt bỏ cách làm cũ của Liên Xô và cách hành động như NATO, phương Tây và Hoa Kỳ đã làm. Phóng viên Maria Press, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hỏi rằng, hai phi công Ukraine hiện đang ở Arizona để kiểm tra kỹ năng và ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo phương Tây lên tiếng ủng hộ việc tặng F-16 cho Ukraine, cũng như đại diện của Quốc hội Hoa Kỳ. Mặc dù Tòa Bạch Ốc bác bỏ nó, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong không quân Mỹ và hơn 150 nhiệm vụ chiến đấu, liệu F-16 có thể tạo ra khác biệt lớn trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine? Dan Hampton, phi công F-16 giỏi nhất nước Mỹ trả lời, tôi có thể nói rằng F-16 có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc chiến, nhưng nó cũng phụ thuộc vào các phi công và tôi không chống lại các phi công Ukraine. Họ là những phi công cừ khôi. Nhưng đây là một loại máy bay chiến đấu rất hiện đại, rất khác so với những gì họ đã từng sử dụng, và họ sẽ là những người đầu tiên thừa nhận. Tôi nghĩ rằng cần một thời gian ngắn để huấn luyện, làm quen và làm chủ một loại máy bay mới, đặc biệt là loại máy bay tối tân như F-16. Trước chiến tranh, trung bình một phi công Ukraine có từ 40 đến 50 giờ bay mỗi năm. Khi tôi lái F-16, tôi có 2 đến 300 giờ mỗi năm, không kể chiến đấu. Vì vậy chúng tôi bay rất nhiều. Chúng tôi trở nên rất giỏi trong những gì chúng tôi làm. Và tôi nghĩ rằng để F-16 hoặc bất kỳ máy bay chiến đấu hiện đại nào trở nên quan trọng đối với không quân Ukraine, họ sẽ phải vứt bỏ cách làm việc cũ của Liên Xô hoặc Nga và hành động giống như NATO, phương Tây và Hoa Kỳ đã làm nếu họ muốn sử dụng máy bay của chúng tôi một cách hiệu quả. Sự khác biệt giữa F-16, Su-25 và MiG-29 là gì? F-16 bay rất dễ dàng, thiếu tá Dan Hampton nói. Có một số điều về F-16. Trước hết, nó không bao giờ có ý định trở thành cái mà nó đã trở thành. Nhưng nó là một chiếc máy bay tốt và rất dễ thích nghi. Tôi nghĩ từ khóa là thích ứng. Ví dụ, những chiếc F-16 đầu tiên được gọi là khối 10. Những chiếc máy bay này đã được cải tiến theo cái gọi là chu kỳ khối, từ khối 10 cho đến khối 70 mà chúng ta đang nói đến hiện nay. Và F-16 là một cỗ máy đa năng, mọi thứ bên trong đều là module. Vì vậy, bạn không cần phải tháo rời máy bay khi công nghệ mới xuất hiện. Bạn chỉ cần rút hộp cũ ra và đặt hộp mới vào.
phi công giống như một máy tính trung tâm. Thêm vào đó là thực tế là chiếc máy bay này rất dễ bay khi bạn đã quen với nó. Nó là một chiếc máy bay rất dễ sử dụng, cũng như tất cả các loại vũ khí, bởi vì mọi thứ bên trong máy bay đều tập trung vào phi công. Không giống như các máy bay do Nga sản xuất, phi công tương tự như máy tính trung tâm của máy bay chiến đấu Mỹ. Điều này được gọi là hợp nhất các cảm biến. Vì vậy, bạn đang nhận được tất cả thông tin này từ không gian, từ các máy bay khác, từ mặt đất, và tất cả đều đến một buồng lái được thiết kế cho phi công và được cấu hình cho họ. Tất nhiên, các kỹ sư đã giúp phát triển chúng, nhưng các phi công là những người đã nói, không, cái này sẽ hiệu quả và cái này sẽ không hiệu quả. F-16 không giống như Eurofighter được thử nghiệm chiến đấu. Vì vậy, máy bay này là rất dễ dàng. Và đó là bởi vì một chiếc máy bay có thể làm được rất nhiều việc và một người không thể làm điều đó một mình nếu phi công không dễ dàng và tiếp cận. Tôi nghĩ đây là điểm khác biệt giữa F-16, F-35, F-22 với các máy bay chiến đấu tương tự. Các kỹ sư đã làm việc với các phi công để biến nó thành hiện thực. Và F-16 rất khó nhìn thấy vì nó nhỏ hơn hầu hết các máy bay. Tôi không nói đó là tất cả, nhưng nó rất quan trọng khi bảo dưỡng máy bay trong môi trường chiến đấu trái ngược với môi trường thời bình. Rõ ràng là chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về điều này bởi vì chúng tôi thường xuyên đi khắp thế giới và tham gia vào các trận chiến, nhưng mà F-16 được thử nghiệm theo cách này, các máy bay khác thì không. Nó cũng nhỏ hơn nhiều so với hầu hết các máy bay. Điều này không thành vấn đề nếu bạn đang bắn tên lửa vào ai đó từ xa. Nhưng nếu bạn thấy mình cận chiến, điều không thực sự xảy ra ở Ukraine ngay bây giờ, nhưng nó có thể xảy ra thì F-16 rất khó phát hiện vì nó nhỏ hơn hầu hết các máy bay, đặc biệt là khi nó nhắm thẳng vào bạn. Vì vậy, có rất nhiều lợi thế cho việc này. Các nước châu Âu khác cũng có F-16, do đó lực lượng không quân Ukraine có thể nhận được các hình thức hậu cần, vật tư, cố vấn và huấn luyện khác, thay vì huấn luyện hoàn toàn từ Hoa Kỳ, do đó cũng có thể sử dụng các đồng minh châu Âu. Su-35 là đồ bỏ đi. Phóng viên Maria Brusk hỏi rằng, vậy ông có thể so sánh F-16 với Su-35, vốn được coi là loại máy bay chủ lực mà Nga hiện đang sử dụng ở Ukraine? Dan Hampton trả lời, F-16 so với Su-35. Ý kiến của tôi và ý kiến của hầu hết các phi công chiến đấu chuyên nghiệp là Su-35 là một cỗ máy điển hình của Nga và có vẻ tốt. Họ sơn nó rất đẹp, đặt đủ loại ngôi sao thú vị và mọi thứ khác. Nhưng mà sâu xa hơn, nó không thực sự tốt như một chiếc máy bay. Nó có vẻ tốt ở các chương trình hàng không, nhưng ý kiến cá nhân của tôi là nó rất rác. Vấn đề là nó thậm chí không có radar, AESA. Radar AESA là một loại radar tiên tiến với hệ thống quét điện, đi trước 30 năm so với radar được tìm thấy trên Su-35. Su-35 cũng rất lớn, nó có hai động cơ bốc khói. Nó rất dễ nhìn, dễ nhận biết trên radar và dễ bắn bằng tên lửa tầm xa. Và nếu bạn đến đủ gần Su-35, anh ta có thể bị nhìn thấy 10 dặm trước khi anh ta nhìn thấy bạn nếu bạn cận chiến. Hệ thống trên máy bay cũng có tiếp thị điển hình của Nga. Các hệ thống khác trên tàu cũng có cách tiếp thị điển hình của Nga. Như người ta nói, không có hệ thống nào ở phương Tây sánh kịp. Nhưng nếu bạn nghĩ vào nó, thực sự rất dễ dàng để bịt miệng họ. Thứ mà chúng tôi sử dụng rộng rãi và các đồng minh mà chúng tôi làm việc cùng. Chúng tôi huấn luyện họ và cung cấp cho họ những thiết bị tương tự. Gây nhiễu điện tử là một vấn đề rất lớn. Máy bay của chúng tôi bền hơn. Tôi sẽ không đánh cược vào Su-35 hay bất kỳ máy bay nào do Nga sản xuất. Một khoản đầu tư cho tương lai. Phóng viên Maria Brush hỏi, đào tạo phi công chiến đấu là một khoản đầu tư lớn đối với bất kỳ chính phủ nào. Nói về sự thật, về các phi công chiến đấu của Hoa Kỳ, bao nhiêu tiền và thời gian được đầu tư vào những phi công hàng đầu này? Ông Dan Hampton trả lời, có vẻ như từ những con số mà tôi đã thấy cách đây nhiều năm, phải mất khoảng 2 năm rưỡi, 2 đến 3 năm rưỡi, để mỗi phi công chiến đấu được nhận vào một phi đội chiến đấu cơ và bắt đầu bay. Đó là để một phi công hoàn thành tất cả những điều đó từ trường bay cơ bản và tất cả các khóa huấn luyện F-16 hoặc F-15 hoặc F-35 khác. Sau đó được vào phi đội máy bay chiến đấu, chính phủ chi tới 10 triệu đô la cho mỗi phi công.
chính phủ chi tới 10 triệu đô la cho mỗi phi công. Mà xét về chi phí của chiếc máy bay thực sự không phải là một khoản tiền lớn. Tôi biết đó là một khoản đầu tư lớn đối với Ukraine, đối với bất kỳ quốc gia nào, nhưng nó cũng là một rào cản rất lớn đối với bất kỳ điều gì trong tương lai. Bất chấp những tuyên bố đến từ Moscow, họ đã không tấn công NATO và theo tôi, họ sẽ tấn công NATO. Bạn có thể nghe Bắc Triều Tiên và Trung Quốc nói về việc đối đầu với Hoa Kỳ, nhưng đó chỉ là nói suông. Họ biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra nếu họ làm như vậy. Vì vậy, đây là một rào cản rất lớn vì sự ổn định của Ukraine và tương lai của nó. Việc có được một sự ngăn chặn như vậy để ngăn chặn bất kỳ ai, dù là Nga hay bất kỳ ai khác, cố gắng làm điều đó một lần nữa là một sự đầu tư đáng kể. Vâng, đó là một khoản đầu tư lớn đối với Ukraine, đối với bất kỳ quốc gia nào, nhưng nó cũng là một rào cản lớn. Và tôi biết chính phủ của tôi làm việc này với điều này như thế nào. Họ đưa ra rất nhiều ưu đãi cho việc mua thiết bị quân sự của chúng tôi. Họ có thể nói về điều đó, nhưng đối với các quốc gia khác, tôi đã thấy rằng theo thời gian, giá thiết bị giảm đáng kể. Họ cung cấp quyền truy cập vào nhiều cơ sở giáo dục của chúng tôi. Họ cung cấp các thỏa thuận thương mại ưu đãi, tất cả những thứ khác liên quan đến điều đó. Và vào cuối ngày, chính phủ cũng đã mua thiết bị của chúng tôi thực sự tốn nhiều tiền như vậy. Và tôi tin rằng đầu tư cho tương lai chắc chắn là xứng đáng. Phóng viên Maria Brush hỏi tiếp. Nếu ông có thể nhớ lại kinh nghiệm của mình khi dạy các lực lượng không quân nước ngoài cách lái F-16, thách thức lớn nhất là gì? Điều gì khác biệt về những phi công như vậy? Bởi vì người Ukraine hiện cho rằng việc lái MiG-29 và F-16 không quá khác biệt, nên khó sử dụng toàn bộ hệ thống vũ khí, radar để nền tảng này không chỉ là máy bay mà còn là một đơn vị chiến đấu. Vậy theo ông, điều khó nhất đối với học phi công nước ngoài hiện nay là gì? Phi công người Mỹ nói họ hoàn toàn đúng. Ý tôi là tôi có thể nhảy vào một chiếc MiG-29 và tôi chắc chắn rằng tôi có thể đưa nó lên khỏi mặt đất và quay trở lại mặt đất. Kiểm soát tất cả các hệ thống vũ khí là hoàn toàn khác nhau. Và như tôi đã nói, hệ thống vũ khí của chúng tôi được kết nối với tất cả các cảm biến và nó thật sự tuyệt vời. Nó khiến tôi rơi nước mắt. Sẽ rất thú vị khi nghe các phi công của bạn nói gì khi họ trở về từ Arizona. Rất có thời gian để học cách làm và cách làm hiệu quả. Ý tôi là, khi tôi học trường F-16 thì bạn biết đó, chúng tôi ra khỏi đó có khả năng cận chiến hoặc thả bom, bắn tên lửa. Chúng tôi có thể bay qua núi ở độ cao 100 feet với tốc độ 500 dặm một giờ vào ban đêm bằng cách sử dụng một hệ thống nhắm mục tiêu hồng ngoại. Ngạc nhiên, đó là những gì cần có thời gian. Vì vậy họ hoàn toàn đúng về điều đó. Phần mặt khác của câu hỏi là gì? Maria Prost hỏi, thách thức lớn nhất đối với Ukraine là gì? Vâng, và Dan Hampton đã nói, vâng, theo kinh nghiệm huấn luyện phi công nước ngoài của tôi, họ không phải là người Ukraine, họ là phi công đến từ Trung Đông. Vấn đề lớn nhất là tâm lý. Họ không được đào tạo như chúng tôi, họ không suy nghĩ như chúng tôi, do đó không dễ để họ học hỏi từ những sai lầm của mình. Chúng tôi có một câu hỏi cũ. Dù bạn có cấp bậc nào, cấp bậc quân sự của bạn, nó sẽ bị loại bỏ trong cuộc thẩm vấn. Vì vậy, không có vấn đề gì nếu tôi bay cùng với một vị tướng. Nếu ông ấy làm sai điều gì đó, nếu ông ấy mắc lỗi, tôi phải chỉ ra cho ông ấy. Tất nhiên là lịch sự, chỉ cho ông ấy cách sửa chữa để ông ấy không làm điều đó một lần nữa. Điều này được mong đợi của chúng tôi. Trên thực tế, trong lực lượng không quân của chúng tôi, một sĩ quan cấp cao sẽ rất buồn nếu anh ta không nói như vậy, bởi vì đây là cách chúng tôi làm việc, đây là cách chúng tôi được đào tạo. Tôi không nghĩ rằng các phi công Ukraine sẽ gặp vấn đề với điều này. Người Nga, phi công Liên Xô mà tôi bay cùng có vấn đề với điều đó, bởi vì trong lực lượng không quân của họ, cấp bậc hàng cao, cấp bậc càng cao, nghĩa là ai đó thông minh hơn và giỏi hơn, ngay cả khi đó không phải là trường hợp và họ không học hỏi từ những sai lầm của họ. Tôi không nghĩ rằng người Ukraine có vấn đề này. Tôi nghĩ rằng người Ukraine sẽ rất dễ dàng phù hợp với lối suy nghĩ này và vì vậy nó không thực sự là điều mà họ sẽ phải vượt qua. Đó có thể là một sự thay đổi, nhưng tôi nghĩ họ sẽ phải thích nghi với nó, đặc biệt là khi đất nước của họ đang chiến đấu để tồn tại. Tư nhân phi công quân sự nước ngoài trên bầu trời Ukraine. Phóng viên Maria Brush hỏi, cho rằng Ukraine hiện đang bay MiG-29
và Su-27, có thể mất bao lâu để đào tạo lại F-16 bởi vì các chuyên gia khác nhau đã đưa ra các thuật ngữ khác nhau. Và bây giờ, Ukraine đang có chiến tranh. Điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến quá trình đào tạo so với quy trình đào tạo thông thường ở các quốc gia khác hoặc các phi công khác? Dan Hampton nói, tôi chưa bao giờ làm việc hoặc bay với các phi công Ukraine, vì vậy tôi chỉ có thể cho rằng họ là những người giỏi nhất mà lực lượng không quân của họ có. Với hệ thống đào tạo phù hợp mà chúng tôi hoặc người châu Âu sử dụng, tôi không nghi ngờ gì họ sẽ học được. Tôi nghĩ họ sẽ rất vui vì điều đó. Trên thực tế, đây là những chiếc máy bay phức tạp nhưng rất thú vị và mạnh mẽ. Tôi biết có một số người Ukraine ở Hoa Kỳ, như bạn đã đề cập. Tôi nghĩ rằng họ có thể đang ở căn cứ không quân Luke ở Arizona. Đây là cơ sở huấn luyện lớn cho lực lượng không quân của chúng tôi về F-16 và F-35. Và nếu ai đó có thể đánh giá tích cực các phi công của bạn thì đó chính là những người này. Bởi vì đó là những gì họ làm và đó là một cơ sở khổng lồ. Ý tôi là có rất nhiều máy bay, rất nhiều thiết bị mô phỏng, rất nhiều hệ thống giúp mọi người học lái những chiếc máy bay này. Đối với một phi công Mỹ vừa mới tốt nghiệp trường bay, không phải là những phi công có kinh nghiệm như những người Ukraine, mà là những người mới tốt nghiệp, những người như chúng tôi, những người thành thạo F-16 đã dành 10 tháng tại căn cứ không quân Luke để học lái F-16. Các phi công Mỹ chuyển từ loại máy bay khác như F-15 sang F-16 không cần 10 tháng, nếu tôi nhớ không nhầm thì cần 4 đến 6 tháng. Đất nước hiện đang có chiến tranh và tôi nghĩ Ukraine sẽ thắng. Thực tế là tôi chắc chắn về điều này, nhưng vẫn còn từ 4 cho đến 6 tháng nữa là một thời gian dài. Đối với các phi công Ukraine, tôi cho rằng ngôn ngữ không phải là vấn đề. Tôi cho rằng họ sẽ chọn những phi công đã nói được tiếng Anh. Sau đó, tôi sẽ nói rằng những người này có thể được đào tạo trong cùng khung thời gian từ 4 cho đến 6 tháng. Tuy nhiên, vấn đề với Ukraine, như bạn đã nói, là một đất nước hiện đang có chiến tranh và tôi nghĩ rằng Ukraine sẽ thắng. Thực tế là tôi chắc chắn về điều đó, nhưng vẫn còn 4 cho đến 6 tháng là một khoảng thời gian dài, đặc biệt bây giờ vì đó là mùa xuân và mùa hè, đất đai khô cằn, không có bụi bẩn đóng băng hoặc sẽ không có sớm. Vào thời điểm này, tất cả các trận chiến ở khu vực này của châu Âu đều diễn ra vào mùa xuân và mùa hè. Vậy bạn có bao nhiêu thời gian để làm việc đó? Nhìn về phía trước, tôi sẽ nói đó là điều đáng làm. Khi chiến tranh kết thúc và Ukraine quyết định chuyển sang máy bay châu Âu hoặc Mỹ, thì bạn sẽ làm việc với chính phủ để bảo đảm rằng các phi công của bạn cũng trải qua chương trình tương tự. Và theo cách đó, nếu lại có vấn đề ở châu Âu, không quân Ukraine sẽ còn được chuẩn bị kỹ càng hơn bây giờ để bay đến chiến đấu và giành chiến thắng. Đó là những gì họ sẽ làm. Ít nhất hãy xem xét việc thuê các nhà thầu quân sự tư nhân để bay qua Ukraine. Có rất nhiều phi công Mỹ sẵn sàng làm điều đó nếu chính phủ sẽ giải quyết các vấn đề của họ. Tôi muốn nói rằng, có đủ phi công Mỹ sẵn sàng làm việc đó nếu chính phủ giải quyết các vấn đề của mình. Chính phủ của chúng tôi rất khó hiểu và phức tạp, và đây là vấn đề của họ. Ngoài ra còn có các phi công châu Âu đang huấn luyện F-16, vì vậy có đủ phi công cho việc đó. Chỉ có một số chi tiết quan trọng về làm việc và đấu tranh cho một chính phủ khác cần được giải quyết. Nhưng bạn biết đấy, đây là vấn đề then chốt. Ukraine đang chống lại Nga. Ý tôi là, đó là một cuộc xung đột trắng đen, thiện và ác, không có vấn đề ai đúng ai sai. Vì vậy, tôi nghĩ trên tinh thần đó, các chính phủ có thể cung cấp các dịch vụ này nên làm như vậy, và tôi hy vọng họ sẽ làm được. Tôi thậm chí sẽ tự mình đi. Tôi sẽ là số 1. Bạn có thể tin tưởng vào tôi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.